Trong chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, lâu nay vẫn nhắc nhớ về năm cánh quân với khoảng 20 sư đoàn tiến như vũ bão về giải phóng Sài Gòn. Tuy nhiên vẫn còn một cánh quân khác được thành lập trong những ngày cực kỳ khẩn trương của chiến dịch, đó chính là lực lượng không quân đã đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều ngày 28 tháng 4. Được mệnh danh là mũi tiến công thứ 6 đầy uy lực, chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975, với 5 chiếc máy bay A-37, chỉ sau 5 ngày chuẩn bị, phi đội quyết thắng đã làm nên trận đánh có 102 trong lịch sử. Bay thẳng vào sào huyệt địch, ném bom phá hủy hàng chục máy bay, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm quân ngụy, làm tê liệt hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất. Đối với Phó Phi đội trưởng Phi đội quyết thắng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Từ Để, thì những ngày tháng lịch sử đó luôn là những thời khắc đầy khó khăn, thử thách, nhưng thật oai hùng. Vào bất cứ nhiệm vụ nào hoàn thành, thế nên chọn toàn người giỏi như là đồng chí phi đội trưởng bác Mãn Lục ấy, thì bác chuyên môn bắn không chiến rất giỏi. Thế bác Hán Văn Quảng chuyên môn ném bom ngoài biển. Thế tôi thì lại chuyên môn đánh đêm. Phải nói là tôi rất tự hào về nó. Về phi đội này nó được 3 lần anh hùng lực vũ trang dân, mà duy nhất trong quân chủng không quân nó được 3 lần. Đặc biệt hơn là cánh quân không phải sử dụng máy bay MiG truyền thống với rất nhiều phi công lái giỏi và rất nhiều chiến công của không quân, mà là sử dụng chính những máy bay chiến lợi phẩm vừa thu giữ được trong quá trình giải phóng và chiếm giữ các căn cứ của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 27 tháng 4, các phi công tập trung tại Phù Cát để thu thêm một số máy bay của địch bỏ lại, sau đó bay vào hạ cánh ở sân bay Phan Rang vào sáng ngày 28 tháng 4. Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã chỉ thị cho không quân chuẩn bị tập kích đường không vào sân bay Tân Sơn Nhất từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 28 tháng 4. Ta thì trừ thí dụ Huế, Đà Nẵng rồi thì Nha Trang vân vân là vì thần tốc ta đi nhanh thế mà. Nhưng Sài Gòn nó là cố thủ, các hiểu không? Sài Gòn nó là cố thủ chứ nó có phải là nó ào ào nó đi đâu. Mà Sài Gòn phải là... Nhưng tại sao mà chúng ta vẫn giữ được? Thì tất nhiên là do là quyết tâm, do ý chí của quân đội và nhân dân ta, và chúng ta cố gắng giữ, chúng ta đánh nhanh, chúng ta tiêu diệt nhanh và chúng ta ập vào Sài Gòn nhanh, mà kẻ địch không kịp trở tay. Nhưng mà chú muốn nói là cái trận đánh của phi đội quyết thắng này nó cũng có một cái ý nghĩa rất quan trọng trong đó, mà tác động rất lớn đến cái tinh thần của ngụy để chúng ta tiến vào Sài Gòn nhanh. Nó là tất cả các cái cánh quân của chúng ta khi tiến vào Sài Gòn do địch nó đã hoang mang dao động. Kể thì các loại chóp bu thì là nó bỏ, nó chuồn, nó di tản rồi. Thế thì ai chỉ huy, nó tạo cái hoảng loạn đấy. Đã bao lần thực hiện những chuyến tuần tra trên biển trời quê hương hay bảo vệ quần đảo Trường Sa. Song mỗi lúc khoác lên người bộ đồ bay và rảo bước về phía hang ga, Trung tá Kiều Việt Anh luôn trào dâng niềm tự hào khi được tiếp nối truyền thống những cánh bay tinh nhuệ, anh hùng của Không quân Việt Nam và Đoàn Không quân 937. Từ chính vùng trời này, những chiếc A-37 đã làm nên huyền thoại. Khó khăn như vậy mà các chú vẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc để giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước. Thì đối với thế hệ sau này, chúng tôi phải nhìn đó để rồi còn phải học hỏi nhiều hơn nữa, rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa để xứng đáng với những cái gì mà cha anh đã đi trước và xây đắp được. Ngày nay, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, nơi xuất kích của phi đội quyết thắng đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, đang tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí khí tài, xứng đáng với 16 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho Không quân Việt Nam anh hùng. Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể.